hiện tại là 8:30 và chúng tôi đang có mặt tại chỗ Tây Đổ, ngã tư Quang Trung, Yên Du. Công tác khắc phục hậu quả cứu hộ cứu nạn đang được các lực lượng triển khai. Tại ngã tư Nguyễn Du Quang Trung lúc 20 giờ tối 13 tháng 6, khung cảnh mà chúng tôi ghi nhận là chỉ trong mấy mét mà có tới 2 cây cổ thụ bị bật gốc, đổ chắn ngang đường. Trong đó có một cây đè chết người đàn ông đang đi xe máy. Cây còn lại suýt lấy mạng một phụ nữ ngồi trong ô tô. Lúc này, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an đang phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành biện pháp cứu hộ, giải tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Kể về khoảnh khắc cây lớn đổ dạp vào nhà mình, anh Nguyễn Khánh Tùng ở địa chỉ 49 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn chưa hết hoảng sợ. Khoảng 5 giờ kém mà nó làm cho một phát như là bom ấy. Rồi nhìn thấy là cảnh là mảnh kính này, rồi là gạch nó bay ở trong nhà đúng như bom ấy. Không cần, lúc ấy là biết là ngoài thì có mưa, nhưng không hình dung là cái lúc cái tiếng động đấy là sấm sét hay là cây đổ vào mái một tiếng như bom ấy. Xong coi như là đúng cái cành này, cái cành đồ đấy, trúc đất ấy. Đúng đến cái cửa thì là nó cụt. Chứ nên cái cành nó chỉ dài nửa mét thì đúng thằng bé ngồi trong. Thì coi như đè vào cả cái mảng nhôm kính nó tì xuống. Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Sở Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Hà Nội, người trực tiếp có mặt tại hiện trường hai cây xanh gãy đổ trên phố Quang Trung, cho biết. Tôi nhận được cái thông tin là có đổ cây ở chỗ ngã tư Nguyễn Du là Quang Trung. Thì ngay lập tức là chúng tôi xác định công việc đầu tiên của chúng tôi ra là đi cứu người. Có thông tin là có người bị mắc kẹt và có trong ô tô. Thì khi ra đây thì chúng tôi kịp thời phát hiện một nạn nhân đi xe máy bị nằm kẹt ở trong dưới gần một cái cây đổ và một cái xe ô tô taxi trên có lái xe và một cái xe 5 chỗ. Thế là ngay lúc đầu lực lượng đã kịp thời triển khai vào và hỗ trợ nạn nhân ra ngoài và giải phóng cho lái xe taxi ra. Trong cái thời gian đó thì rất là nhanh, chúng tôi đã kịp thời chính giờ bàn giao cho lực lượng công an và để tiếp tục đi cứu ở một cái địa điểm khác thì chúng tôi mới xác định là công tác hỗ trợ cho các lực lượng để giải phóng nhanh cái mặt bằng. Ghi nhận của phóng viên, đến 22:30 ngày 13 tháng 6, công việc cứu hộ, thu dọn hiện trường tại tuyến đường Quang Trung vẫn đang tiếp tục được tiến hành khẩn trương.